Giờ một trò chơi khác nè. Bạn nào nhanh nhất trong 5 giây lấy nửa lá phổi của mình đem lên cho thầy. 1 2 3 4 4, number 1 4 number 2. Ok, go. Cho một tràng vỗ tay đi nào. Tại sao đây là nửa lá phổi của con? Dạ, nên này có tất cả các bạn là chúng ta sống trong một môi trường không khí là một cái yếu tố rất là quan trọng để có thể khẳng định sức sống của con người cũng như là tất cả các sinh vật khác. Thì con nghĩ là lá cây là biểu tượng và đặc trưng nhất này. Thầy cảm ơn. Cho nàng một tay đi nào. Khi mà con hít vào, cần hít vào gì? Hả? Con hít vào oxy. Oxy từ đâu? Từ lá. Yes. Khi thở ra CO2 mà không có cái thứ nó hít vào thì nó tràn ngập CO2 thì khí oxy đâu thở. Vậy khi mình thở ra CO2 thì cái nào hít vào tiêu thụ? Lá cây là hấp thụ. Như vậy là một nửa bộ phổi mình lủng lẳng ở đâu? Trên lá cây. Yes. Cho thầy cho một tràng vỗ tay đi. Rồi, thầy thưởng cho con đó là đi đâu con cũng thấy nửa bộ phổi ở ngoài kia nha, không không có được bức như thế này nữa nghe chưa. Cô ấy mới bức một lá phổi của mình tặng cho thầy. Thầy sẽ giữ nó cho đến khô luôn. Có ai chặt cây chưa? Từng chặt cây phá rừng không? Có không? Có, giơ tay luôn kìa. Vỗ tay cho người giơ tay vì chặt rừng. Vỗ tay là bởi vì mạnh dạn đưa tay lên thì thấy cái sai của mình đó, chứ không phải là khuyến khích chặt rừng nha. Mình được làm từ đất. Đất là người mẹ lớn của cái thân xác này ngoài kia. Và mình đang ở trong như là một cái bầu thai. Và đất mẹ là cái nôi hoặc là cái bụng đó, để cho mình ở trong đó và mình được nuôi dưỡng lên mỗi ngày. Bởi lấy những nước uống vào, thức ăn vào, không khí vào, sự sống đi vào trong mỗi phút giây. Nếu chiếc lá này không thở vào ngày mai thì sao? Thì ta phải mượn bình oxy thở tạm. Chứ sao nữa? Ta thở bình oxy thì phải móc túi ra. Móc túi ra mà túi hết tiền thì lấy bình oxy ra. Lấy bình oxy ra thì tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao. Kiếp người ngắn ngủ vậy thôi. Vậy đó. Cho nên khi tôi đi ngang qua một nửa bộ phổi của mình, chắp tay lại kính chào em. Phật là lá chín, pháp là mây bay, tăng thân khắp chốn quê hương nơi này. Thở vào hoa nở, thở ra trúc lây, tâm không ràng buộc an vui tháng ngày. Đâu có phải tự nhiên mà ngài thiền sư Thích Nhất Hạnh nói là Phật là lá chín, pháp là mây bay đâu. Mà đi ngang qua nửa bộ phổi mà không biết cúi cái đầu xuống hello em, mà lá gì kỳ ta, bức cái ngậm hôi trình dục. Còn ta đang xúc phạm nửa bộ phổi của mình. Tình yêu là khi ta nhận ra em trong ta và ta trong em. Tình yêu với một chiếc lá là khi ta đứng bên đó và hai chúng ta đang trao đổi chất với nhau. Và không có em ta chết, và không có ta em chết. Ta với em chưa bao giờ xa cách, dù trong giấc ngủ ta có thể quên mình là ai, nhưng em chưa bao giờ bỏ ta. Dù người yêu ta bỏ ta nhưng mà ta trở về, chiếc lá vẫn còn bên ta. Chung thủy số 1, tình yêu của đất mẹ chưa bao giờ bỏ mình. Tình yêu của mẹ hiền và tình yêu của thiên nhiên, tình yêu của vũ trụ chưa bao giờ
nói với mình rằng hey, thở miễn phí hoài nha, bây giờ tính tiền đó là chắc mình chết có. Mỗi hơi thở mà tính tiền thì sao, lấy gì trả hả? Mỗi cốc nước mà mình uống lấy gì trả? Bởi vì mình nhận quá nhiều nên mình thấy mình là Chúa trên đời này, tạo ra thế gian, cho nên hỏi thế gian hãy tới đây phục vụ cho ta, và ta được quyền hưởng tất cả những thứ đó một cách tự nhiên nhất. No. Anh lầm rồi. Anh nhận quá nhiều và anh trở nên rất kiêu ngạo, và anh không còn cung kính những thứ mà tạo ra anh. Anh được làm từ những thứ không phải anh. Nhưng khi anh có cái thân của anh nghĩ anh là một thứ độc lập tồn tại và không cần bất kỳ một cái gì khác, lúc đó vũ trụ sẽ vận hành cho anh đau khổ bằng cách là cho anh bắt đầu sổ mũi để thấy. Thấy gì? Thấy hơi thở vào ra. Không phải mẹ ơi cho tiền cũng đi mua thuốc. Nếu người mẹ trí tuệ hãy nói rằng thuốc đang ở ngoài lá cây. Con hãy thở cho sâu và lắng lòng lại để nghe rằng chiếc lá đang là tình yêu của con. Và vũ trụ nó thương mình lắm. Đất mẹ lúc nào cũng bảo hộ và đi vào mình hết. Có điều mình có mở lòng ra hay không, hay là mình ngồi xuống cái mình nghĩ về nhiều quá, mình mặc dù mình nghĩ về mình bao nhiêu chăng nữa thì mình cũng chỉ là một hạt cát lên tạm thời trong lúc sinh diệt của đất nước chỗ lửa, nó hợp lại thành cái thân ngũ uẩn sắc thọ này, rồi đến một lúc cái xe nó rụi tàn đi rồi mới trở về với đất. Như vậy cái lời kêu gọi của đất mẹ thứ nhất là con ơi hãy từ bi với mẹ nhé, mẹ đã cho con nhiều và con đã làm cho mẹ tổn thương bởi vì con nhận mà con không biết ơn của mẹ. Con hãy từ bi với mẹ bằng cách ăn chay, đừng có phá rừng, đừng có bẻ cây, đừng bằng cách không có trách nhiệm ăn vào một cái kem và vứt. Hành động đó là hành động bạo động. Bạo động tức là có vứt một cái gì đó một cách vô trách nhiệm ra bên ngoài, ví dụ như là một cái plastic hay là một cái vỏ chai hay một cái gì đó mà nó không có phân hủy được á, thì tức là ta đang hủy diệt sự sống. Bạo động là sao? Tát vô mặt người thương mình bật tay, y chang như vậy, vứt một cái xác chết ra ngoài sự sống, cái mà sự sống không tiêu hóa được, đó là bạo động. Hiểu chỗ này chứ? Cho nên mình coi một cái hành động bình thường nhưng mà thực sự đó là hành động rất là không có trí tuệ. Rằng vứt một cái gì đó ra bên ngoài, bẻ một cành cây, dẫm lên cỏ. Giết hại một con vật. Và không biết thực tập ăn chay. Hỡi con, những đứa con của ta, ta rộng lượng vô cùng tận cho đi không biết chán. Nhưng khi con không biết trân trọng sử dụng những gì ta cho, đến một lúc ta lấy lại từng atom, từng phân tử và nguyên tử một của con đấy.